con nằm ngủ từ trưa, gọi mãi chẳng dậy đánh bông cho trưa. Thôi các bạn yêu quý của chị Kính ơi, đừng ngáy ngủ nữa, ấn like và khám phá video các TikToker có phong cách ăn mặc sexy nhất ngay thôi nào. Câu 1 đố bạn biết giữa hai TikToker này, ai là người nổi tiếng trước? Chị Bình An mới chỉ được biết đến cách đây không lâu, trong khi đó Hoàng Anh đã trở thành một hệ tư tưởng rồi. Cùng xem hai chị ấy được so sánh về cách ăn mặc như thế nào nhé. Câu 2, ai là người có phong cách ăn mặc sexy hơn? Dù nổi tiếng sau, nhưng chị Bình An lại chiếm trọn spotlight vì phong cách ăn mặc quá sexy. Cơ mà vì ả ta đẹp nên mặc gì cũng vừa mắt người xem nữa. Câu 3, mặc sexy như vậy, Bình An được khen hay bị chê nhiều hơn? Có lẽ người định khen thì họ mải thả tim mất rồi. Thành ra phần bình luận rất nhiều người chê Bình An, người thì cho là quá hở hang, người thì bảo Bình An làm như vậy sẽ mất giá. Câu 4, ngoài mặc sexy, Bình An còn bị chê vì lý do gì? Bình An chuẩn ngày thơ sinh yêu rồi, bị chê ở hành động cố tình lộ vòng một thôi. Cộng đồng mạng soi kỹ lắm đấy, khoe nhiều hơn 3 lần là im ngay. Câu 5, Hoàng Lan Anh có bao giờ mặc kiểu áo 2 dây như Bình An không? Có nha các bà ơi, gu ăn mặc của chị Hoàng Lan Anh cũng là các kiểu áo 2 dây, áo ôm sát hoặc áo phông tương tự như Bình An thôi, trông đẹp mê ly luôn. Câu 6, vậy thái độ của cộng đồng mạng như thế nào với phong cách ăn mặc của Hoàng Lan Anh? Kỳ lạ thay, dù gu thời trang khá giống nhau nhưng chị Hoàng Lan Anh lại được khen rất nhiều. Chị ấy mặc đồ gì là được hội chị em quan tâm liền. Các nhãn hàng cũng bốc quảng cáo ầm ầm luôn ý. Câu 7, đố bạn, cách ăn mặc của Bình An khác Hoàng Lan Anh ở điểm nào? Chẳng cần tinh mắt lắm cũng có thể dễ dàng nhận ra, tuy hai chị mặc quần áo y hệt nhau, nhưng Bình An thì thêm phụ kiện là dây thắt lưng, còn Hoàng Lan Anh thì không nha. Vậy là trông có sự khác bọt liền. Câu 8, chen lắc hông này do ai biên động tác đây? Chắc chắn một trong hai chiến thần ăn mặc sexy này sẽ là chủ trend. Ai đang phân vân thì chỉ cần nghe nhạc là có đáp án. Giai điệu độc lạ với động tác lắc hông như này, kiểu gì cũng là Hoàng Lan Anh biên rồi. Câu 9, khi Bình An chuyển sang style nhẹ nhàng thì thái độ của cộng đồng mạng như thế nào?
thấy con gái nhà người ta dịu dàng đắm thắm là quay xe ngay. Nhiều người khen phong cách như vậy sẽ hợp hơn với khuôn mặt đáng yêu của Bình An. Ý kiến của các fan như thế nào nhỉ? Câu 10, bạn có biết Bình An nhiều fan nam hay fan nữ hơn không? Câu này quá dễ, chỉ cần chịu khó vào check phần bình luận là ra ngay, số đông toàn là nam giới thôi, không quá nếu nói Bình An là vợ công dân của cả top nha. Câu 11, vậy Hoàng Anh nhiều fan nam hay fan nữ hơn nhỉ? Thần thái đẳng cấp, cộng thêm những màn đu trend đỉnh nóc kịch trần, Hoàng Lan Anh đã có cho mình một lượng fan nam vô cùng hùng hậu. Kể cả không follow thì nhiều người cũng biết biệt danh bà Hoàng Bắt Beat của chị ấy đấy. Câu 12, ai có khuôn mặt đáng yêu hơn? Đánh giá của cộng đồng mạng thì Bình An có nét baby đáng yêu hơn, nên tuổi thật của Bình An vẫn là chủ đề được bàn tán không ngớt trên TikTok đấy. Yêu đang hơn đâu lắm ai ơi, hạnh phúc đã xa một hơi. Khi xưa mình bên nhau em sao không nói ra, nên anh đâu biết yêu thương trong em là bao nhiêu là mong như là... Câu 13, bỏ đồ bó sát chuyển qua mặc áo phông, màn đu trend của Hoàng Lan Anh được đón nhận như thế nào? Đẳng cấp của Hoàng Lan Anh nó nằm ở cái thần thái và skill nhảy rồi mọi người ạ. Dù không mặc đồ sexy nhưng vẫn được cộng đồng mạng rất yêu thích, thế nên viral là điều chắc chắn rồi. Câu 14, solo trên cực quấn giữa Bình An và Hoàng Lan Anh nha, bạn sẽ chọn ai nhỉ? Khó chọn quá đi các bạn ạ, Bình An thì sexy quyến rũ, còn Hoàng Lan Anh ở trên này thì giản dị nhưng bánh cuốn. Thôi thì tôi sẽ chọn cả hai nha, các bạn nhớ để lại ý kiến ở phần bình luận nhé. Giờ thì ấn subscribe kênh và chuyển sang chủ đề về các TikToker giấu mặt nào. Có một TikToker nào giấu mặt mới xuất hiện gần đây nhất? Phun Anh với Quỳnh Bay thì được Giang Cư Mận soi ra nhan sắc rồi. Còn cá hề biết nhảy đến nay vẫn là một ẩn số, không biết mặt mũi chị ấy như thế nào đây ta. Câu 2, cá hề đã bao giờ mặc bộ nào khác hay chưa? Thấy bạn cá hề mặc bộ nào khác bộ cá hề màu xanh thì gửi bằng chứng giúp chị kính với, chứ từ lúc xuất hiện đến giờ cá hề lúc nào cũng chỉ một bộ đấy mà thôi. Câu 3, cá hề đã giải thích thế nào khi fan hỏi sao có một bộ mà mặc mãi vậy?
quay từ từ game này, nhà hết cái bài này cái bề quá. Thứ nhất là nhìn tên kênh đi nè. Thứ hai là có bộ này mặc với váy là đẹp nhất rồi. Thêm nữa là mỗi lần bà quay nhiều clip để up dần đấy chứ. Hôm nay tao nói là đi về đâu, đi đêm tối là nó đi vào sâu. Đi style wrap là nó đi phải flow, bị một suốt thì chỉ có vài câu. Hôm nay tao nói là đi về đâu, đi đêm tối là nó đi vào sâu. Đi style wrap là nó đi phải flow, bị một suốt thì chỉ có vài câu. Câu 4, bạn có biết TikToker Phùn Anh là giới tính gì không? Thật cũng chính là câu nói để nói về giới tính của Phùn Anh. Thế nhưng sự thật thì Phùn Anh là con gái nhưng thích phong cách tomboy. Tên đầy đủ là Phùn Thị Anh. Nếu bạn để ý thấy thì Phùn Anh không có yết hầu của đàn ông nè. Và như vậy thì Phùn Anh chính là một TikToker gái giả trai đẻ giả gái. Nghe xong mà thấy ảo ma Canada luôn đúng không các bạn? Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Cũng solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà thôi. Anh gửi vào trong câu gấp cho em dính cả tính cả môi. Nhà em có mấy quả đội thì anh tính cả rồi. Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Cũng solo hip hop cùng với trai bản nhưng... Câu 5, Quỳnh Bay ngoài làm TikToker còn làm gì nữa? Mà có cái tên cô giáo top top phải trải qua quá trình đu chen và biên động tác cho các học sinh top top đó. Các bạn có phải học sinh của cô giáo Quỳnh Bay không nhỉ? Comment cái đi nào. Câu 6, ai là người dùng filter để che đi nhan sắc của mình? Bôi vẽ làm ảnh hưởng đến nhan sắc của mình. Chị ấy chỉ dùng filter hoạt hình để che mặt mình thôi. Nhưng che thế nào được mắt của cộng đồng mạng? Đã có lần chị Quỳnh Bay bị soi nhan sắc thật rồi đấy. Video đầu tiên của cá hề trên TikTok. Đầu tiên là video 1 nhé. Công nhận cá hề làm video nhàn thật, chỉ nhảy rồi đăng lên là viral, chẳng cần nghĩ kịch bản nhiều. Câu 8, xem những video biến hình của Phùn Anh các bạn cũng thấy thắc mắc về chiều cao của chị ấy đúng không? Theo bạn thì Phùn Anh cao bao nhiêu? Trên top top hiện tại đang có một thông tin rầm rộ cho rằng Phùn Anh cao 1m76, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì là con gái mà sở hữu chiều cao như vậy là quá khủng. Và sự thật thì Phùn Anh cao 1m68 thôi nhé. Là con trai hay gái, dám mặc đồ bơi nhảy không? Câu 9, thử tài tiên đoán nha. Ai đoán trúng trường Quỳnh Bay học thì có thưởng nè.
ở Đại học Bách Khoa không nào? Như đã hứa thì chị kính thưởng nóng luôn một lời chúc sức khỏe và may mắn nha. Nghe đồn ai tốt nghiệp Bách Khoa đều giỏi như siêu nhân, không biết có thật không nhỉ? Câu 10. Quỳnh Bay học giỏi môn gì? Thì chị Kính không biết, nhưng chắc chắn Quỳnh Bay siêu giỏi tiếng Anh nha. Chẳng vậy mà chị ấy nói tiếng Anh như gió luôn. Không tin thì các bạn nghe thử nhé. Let's get a few things straight. To those of you treating discipline like a fighting contest, that's great. You're winning. But for the sake of everyone else's noses. Câu 11. Tình hình học tập hiện tại của Quỳnh Bay như thế nào? Chị Quỳnh Bay đã tốt nghiệp ngành tiếng Anh khoa học kỹ thuật và công nghệ tại Bách Khoa Hà Nội. Nghe tên có vẻ độc lạ ha. Đó cũng chính là lý do Quỳnh Bay chọn ngành đó để học đấy. Câu 12. Quỳnh Bay có tấm bằng tốt nghiệp loại nào? Những bạn chưa biết thì Quỳnh Bay tốt nghiệp với loại khóa nhé. Với một ngành học khó như vậy thì đã rất tuyệt vời rồi. Chị Quỳnh Bay cũng giải đáp với pha là chị ấy chỉ học chơi chơi vui vui thôi. Thật là khiêm tốn quá đi. Câu 13. Bạn thấy Phùn Anh thường quay video cùng với một người con trai trong những video gần đây. Vậy bạn có biết đó là ai không? Theo dõi Phùn Anh không bỏ qua cái video nào thì chắc chắn các bạn cũng biết anh ấy chính là bạn quay chung video với Phùn Anh và được gọi về cái tên thân mật là Ngôn Nhất Trí phiên bản Sope. Người che giấu nhan sắc đỉnh nhất, comment xuống dưới nhé. Video đến đây là hết rồi. Tạm khác lại các TikToker giấu mặt ở đây.